Rồi, hello, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay tiếp tục, hôm nay em lên cho anh em một cặp xe quá lướt, quá đẹp luôn. À, sơ sơ anh em đã thấy những mẫu xe em đang trưng bày sẵn đây ha. Kawasaki Ninja 650, cái form này là form đời mới nhất luôn nha anh em. Đầu đèn thế hệ mới nè, rồi mặt đồng hồ cũng full LED, đồng hồ Bluetooth đồ các thứ các kiểu luôn. À, nhìn rất là xịn sò nha. Mẫu xe Bọt City này là cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đó, những anh em nào mà hay đi tour mà không quan tâm gì tới vấn đề máy móc, vấn đề bốn máy hay hai máy gì đó, mình chơi mẫu xe này là cực kỳ ngon luôn nè. Đó, siêu keng luôn nha, màn hình full LCD luôn nè. Đó, rất là xịn, phiên bản đời mới nha anh em, quá đã luôn. Kế bên là một em khá là huyền thoại rồi, Honda CB1000 dòng Neo Sport nha. À, Odo có 3K thôi, biển Sài Gòn, rất là keng luôn nha. Màu đen nguyên con, anh chủ anh đã thích, rất thích màu xám xi măng nên anh chùm keo nha, nên là lột ra là bao nhiêu mới luôn, cực kỳ đẹp luôn á. Lát hồi em sẽ làm chi tiết từng xe để anh em tham khảo kỹ hơn ha, rồi báo chí chính xác luôn. Rồi thì sơ lược thì em sẽ báo sơ sơ cho anh em dòm ngó trước nha. Ok, thì giờ review chi tiết thì em làm mẫu 650 này trước để anh em tiện theo dõi luôn. Rồi, đầu tiên giới thiệu tới anh em mẫu Kawasaki Ninja 650 điện tĩnh, anh em rút hồ sơ sang tên đều ok nha. Giá hiện tại là 157.800.000, đăng ký 2021 luôn anh em ơi, cực kỳ mới luôn. Đó, quá trời đã. À, được thay đổi kết cấu khá là nhiều về phần đầu phía trước ha, nhìn sẽ hao hao giống như Ninja 400 hơn. Đó, nhìn nó gọn gàng hơn hẳn so với đời form cũ như 2018. Cặp vỏ Michelin Road, Michelin Road 4.5 gì anh em. Đó, rất là đẹp, ốc tán sáng trưng. Và điều thay đổi lớn nhất nữa là hệ thống mặt thể hiện đồng hồ full LCD, màn hình rất là to, kết nối Bluetooth vào điện thoại luôn nha anh em. Đó, thì lát hồi em sẽ chi tiết từng chỗ một để anh em tham khảo ha. Rồi thì phần đầu tiên là mình đi trước cái dàn chân xe đi. Đây, một cặp 650 thì lên được hai dĩa rồi. Đó, ABS trước sau hai kênh luôn, quá trời ngon. Gai vỏ thì dày cui à, ốc tán không sáng trưng, rất là đẹp nha. Xe này cái dàn máy, những anh em nào mà thích độ bốc độ giọt á, chơi dòng này rất là đã nha. Sát xe thì nhẹ mà chạy thì cực kỳ bốc luôn. Dòng Bọt City đi là rất là ngồi rò, rất là thoải mái, không có bị mỏi hay là đau lưng gì nha anh em. Rồi siêu phê luôn á, bự bự nữa. Màu xanh Kawa Racing Team á, màu đặc trưng của Kawa luôn, màu rất là đẹp. Đó, lên tem xương xương nữa, nhìn bóng bẩy nha, dàn áo rất là liền lạc luôn. Đó, nước sơn là bóng lưỡng à, ốc tán nè, cực kỳ đẹp. Chung xe này là đi chơi là hết sảy luôn. Sắp tour rồi, sắp Tết rồi, những lên kế hoạch cho những chuyến tour dài, hành trình dài. Đó, ôm xe này chạy là bao sướng. Chống đổ đã được lên sẵn rồi nè. Đó, máy móc thì bên em đã rửa sạch sẽ cho anh em kiểm tra trong ngoài ha, nhớt nhau đồ đầy đủ. Đây là ốc tán rất là đẹp nha, sáng trưng à, len keng luôn nha. Bô zin, cho là nguyên zin hết, đồ được rất đẹp, chi tiết máy móc cũng sạch sẽ đẹp lắm anh em ơi. Bữa hôm có mấy anh em nào mà alo em có tìm mẫu Ninja 650 thì nay đề được mẫu một hai xe, thì anh em nào mà đang còn vẫn chưa tìm được xe thì alo lại cho em nha. Đó, xe rất là đẹp, xe dash cao luôn, 2021 luôn, có nhiều sự thay đổi. Đó, quá trời đẹp, yên liền nè, biển tĩnh mà biển số rất là dễ thương nha, 01110. Đó, anh em ở nào ở Tiền Giang lấy luôn, chơi luôn, hỏi hết sảy.
ốc tán rất là đẹp đây, không ngon lành cành đào hết nha. Đó, dòng IBS lên 7 màu luôn nè, ốc cốt cũng sáng không, dì cua dĩa thì dì cua à, ốc tán sáng trưng quá đẹp. Cặp vỏ Michelin trước sau gai rồi dày lắm, còn nguyên bon luôn. Đó, về là chạy tour Tết khỏe re luôn nha anh em. Xe này là bao anh em đi xa luôn, rất là sướng mà tiết kiệm nữa. Xăng cộ hai máy thì nó sẽ tiết kiệm hơn so với bốn máy rất là nhiều, mà máy cực kỳ mạnh, nước đời luôn nó rất là mạnh. Ốc bảo vệ phía sau vẫn còn đó, nhông sơn dĩa sạch sẽ luôn nha anh em. Chi tiết trong ngoài cho anh em tham khảo cho nó dễ, quá đẹp luôn. Đũa số nè, các chân số rồi các thứ các kiểu, ốc tán là sạch sẽ luôn, đen kem nha anh em. Đó, em là xô gầm gấp hết, xô đầy đủ hết đây, quá đẹp luôn. Hiện tại thì bên cửa hàng vẫn còn một mẫu 2018 ha, giá thì 131 triệu 800. Đó, anh em nào mà tài chính thấp hơn xíu thì mình lựa chọn những mẫu xe vừa túi tiền hơn. Những anh em mà thích bốn máy thì mình tìm kiếm những mẫu như CBR 650F, 650R hoặc là CB 650 ấy. Những mẫu đó là bốn máy. Cái nhu cầu nhiều anh em thì thích tiếng bô đồ này nọ các thứ. Đây, dàn chân rất là đẹp, ốc tán sáng chân à. IBS trước sau bao phê. Điều đặc biệt đây là đồng hồ. Điều đặc biệt ở đây là cái đồng hồ này rất là xịn sò, full LCD kết hợp với nhiều chức năng trên đây, có cả chế độ Bluetooth kết nối điện thoại cho ha, để hiển thị hết đây. Nhìn dòng tô quá đã luôn anh em. Quá đẹp, hiển thị đầy đủ tất cả các thông số ha. Đó, nhìn mê ghê. Phiên bản đồng hồ mới nhìn rất là đẹp, full điện tử luôn. Tiếng máy nghe rất là khủng khiếp nha anh em, cảm giác cái ga mình lấy rất là lẹ ra là ào ào, ào điền luôn đó. Đặc trưng của mà hai máy là vậy, anh em sẽ đạt được gia tốc, có gia tốc rất là nhiều, rất là mạnh. Bốn máy thì mang lại cho anh em những trải nghiệm về tiếng máy, tiếng tiếng hay, tiếng gầm rú của cái động cơ, còn hai máy thì nó mang cho anh em tới cái độ phấn khích nhiều hơn. À, rất là mạnh, rất là bốc. Rồi, mẫu Kawasaki Ninja 650 này bên em đang bán với giá là 157 triệu 800, đăng ký 2021, nguyên zin từ đầu tới đuôi luôn. Đó. Cho anh em nào đang có nhu cầu tìm kiếm mẫu xe này chơi Tết thì alo dùm em ha. Ok, cảm ơn em. Tiếp theo thì em sẽ lướt qua mẫu ông trùm kia, trùm cuối luôn, quá dữ luôn. Rồi, tiếp theo em giới thiệu tới anh em mẫu Honda CB1000 Neo. Biển Sài Gòn, Odo mới có 3.000 thôi. Rất là keng nha anh em. Giá là 385 triệu 800. Đăng ký tháng 1, 2021, Odo mới có 3.000 à. Rất là keng nha. Xe phiên bản màu nguyên phiên full đen. Đó, nên là anh chủ anh dán cái đề can chùm nguyên bình xăng màu xám xi măng thôi. Nhìn xe nó sẽ sáng hơn xíu. Đó, rất đẹp nha. Rồi, điều đặc biệt ở đây là xe đang được ốp một bộ full cổ titan, lon AKR1, lon AK nè. Anh em lấy bộ này thì thêm giùm em 18 cũ, rất là keng luôn. Ok, dòng xe này thì nói chung là đỉnh đạt rồi, thật sự là đỉnh luôn rồi, không có gì phải bàn nữa. Bây giờ thì em sẽ sơ lược quay chi tiết cho anh em xem thử ha. Cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây, gấp một gấp. Nhìn là cực kỳ lực lưỡng luôn nha. Đó, em thì quay sơ sơ, lát hồi sẽ đi chi tiết lại
thêm một lần nữa. Giờ mình sẽ đi tham quan ngắm nghía xe cái đã. Đó, cực kỳ đã luôn. Công nghệ cũng khá là nhiều đang được cập nhật trên xe này ha. Gia điện tử nè, chế độ lái nè, ABS trước sau, kiểm soát lực kéo. Đó. Rất là nhiều công nghệ đẳng cấp mà anh em, những con xe đẳng cấp mà. Rồi, xe này thì chất xe như xe thùng, ô đô như là xe vừa hết đô đai thôi, nên là khỏi phải chơi luôn, rất là đẹp luôn nha, đấy là len ken luôn nha anh em á. Rồi, em sẽ đi sơ lược thôi. Cơ đồ chơi cơ bản thì cũng đã lên rồi, che két nè, chống đổ, thì bộ cổ thì em cũng đã giới thiệu đến anh em. Dàn ốc là khỏi phải chơi, heo thì Tokiko, heo chứ danh đến từ Nhật rồi, bột thì chắc chắn của Showa rồi, Nhật thì đi chung với Showa đó giờ rồi. Ốc tán thì rất là sáng nè, sáng trưng à, dĩa dày cua nha. Máy này là gai vỏ gai chỉ là còn chỉ luôn đó, chung là chưa hết rô đai mà xe là anh chủ mua gì đam mê. Mua xong rồi họ ít đi lắm, chỉ dựng đi uống cà phê là chính thôi, nên là xe không có tăng ô đô được luôn. Bộ cổ này anh em lấy thì góp lúa cho em thêm thêm 18 củ nha, full cổ titan xoắn ở phía dưới anh kia ha, xoắn rất là mấy chục vòng luôn á, để tạo một cái tiếng âm thanh nó vừa phải, nó không bị backfire nhiều. Loa AKR1 reel luôn. Set này nếu mà làm xương xương, nếu new thì phải tầm 32 triệu nha anh em á. Máy móc thì thôi khỏi phải chơi rồi, cực kỳ đẹp rồi. Ô đô có 3.000 thì đâu còn gì nữa đâu bàn ha. Ốc tán thì sáng trưng à, quá trời đẹp luôn. Con xe đẳng cấp thế giới. Quỷ một giò nè anh em, đây một gấp nhìn rất là xịn sò ha. Đặc trưng dòng CB 1000 từ xưa giờ, từ 2000 mười mấy cũng vậy, 22 23 rồi cũng là một gấp. Đây là đặc trưng riêng của dòng CB 1000 đó, được thịnh rất là thịnh hành, rất là được anh em săn đón nha, quá đẹp luôn. Nhưng mà dòng này thì đã được nâng cấp thành dòng snowboard rồi, kết hợp một chút giữa hiện đại và cổ điển ha. Nó không có giống như cái mẫu đời 2015, 2016, 2012 gì đó, nhìn nó sẽ thuần dòng nét hơn. Còn ở đây thì nó có hơi pha lẫn chút này chút kia. Cái dàn bánh nhìn rất là mê nha anh em, quá đã luôn á, một gấp nhìn xịn sò thật sự. Đây. Dinh hết nhìn dinh nè, chỉ có lên bô rồi chơi thôi. Đó, nhông sinh dĩa nè. Cái phần gấp của nó là khỏi chơi luôn rồi, đỉnh đạt luôn rồi. Có một thiết kế nhìn rất là rườm rà, chi tiết từng góc cạnh quá đẹp luôn. Cực kỳ len ken luôn nha, đầy đủ công nghệ. Có nhiều anh em lắp thêm wood ship cho xe này là coi như là có sẵn chờ hết rồi, anh em về cái bộ lắp lắp wood ship thì lắp thêm thôi. Còn bản bình thường thì hãng chưa có lắp cho dòng xe thôi, chờ thì có chờ sẵn, giống như mẫu CB 650 chẳng hạn, anh em thường thì phải lắp thêm bộ đó lên. Xe đã rửa sạch sẽ hết trong ngoài nè, ốc tán thì sáng trưng hết nè, rất là đẹp nha, len ken luôn, sạch sẽ từng chi tiết. À, dấu chấm đồ này nọ là chưa có dấu hiệu mở chạm mở gì hết. Đây nè, phía trong đây cũng vậy, rất là sạch sẽ đó. Heo dĩ trước sau cũng vậy, ABS trước sau đầy đủ, khá là an toàn. Xe thì chạy rất là nhẹ nha, nhìn thân hình rườm rà vậy nhưng mà xe rất là nhẹ. Hiện tại trước đây anh chủ đã lên một bộ gù nâng nhôm CNC nguyên con luôn đó,
speed rate nè, rất là xịn sò, odo 3000 thôi. Về chế độ lái thì nó có hiện tại đây ở thông số hiển thị là 4 chế độ lái nha anh em ha. Đây user thì có thể là anh em tự set. Rồi chế độ trời mưa, chế độ bình thường và chế độ sport đó, những cái set chế độ lái. Traction control đi cùng với nó, công nghệ kiểm soát lực kéo. Và đây là hệ thống ga điện tử, chạy rất là nhẹ nhàng ha. Ok, thì em chỉ nắm được sơ lược về những cái option trên xe như thế này thôi. Còn anh em nào mà có rành hơn thì để lại comment phía dưới nha, em học theo. Rồi test tiếng máy nổ bô cho anh em ha. Dàn bô nổ khá là điềm tĩnh nha anh em, dòng đỉnh đạt nó có khác, nổ tiếng bô nó cũng nhẹ nhàng, không quá ồn ào. Tay zin được rất là đẹp, zin từ đầu tới đuôi, quá đã. Rồi mẫu Honda CB1000 neo biển Sài Gòn, Odo 3K này hiện tại em đang bán với giá là 385.800, đăng ký 2021 luôn nha. Odo mới có 3000 thôi, rất là keng nha. Anh em nào lấy bô cái cổ thì thêm em 18 triệu nữa là có full xe cho anh em đi chơi Tết, rất là đẹp, rất là keng luôn. Rồi ngoài ra thì bên em về rất là nhiều xe nha anh em đó, quá trời dòng luôn, cào cào hay là tay ga hay gì là các thứ các kiểu đầy đủ luôn nha anh em, cá mập nữa nè đó, lên bờ luôn. Anh em cứ việc tham khảo thêm trên website thimotothủdức.vn dùm em ha, xe cộ là em cập nhật hàng ngày trên đó luôn, rất là nhiều dòng nha, từ nhỏ tới lớn luôn, quá trời quá đất luôn nha anh em, về ngập tiệm luôn hả. Ok, kết thúc video. Cảm ơn em đã theo dõi, anh em nào chưa follow thêm thì cho em xin mời follow nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Bye 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 bye. Anh em mà có nhu cầu thì alo giùm em, hotline đây. Bắc bắc. Em giới thiệu, em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha. Trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là chạm xe lướt, thì cái xe của em á thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi, thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha, để sao để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này cái chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu chành áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào, cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi, thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, giới thiệu xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe, cái đó mọi người tự kiểm chứng nha. Có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào.
Rồi thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè, tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là khúc Colin nè đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe đó. Đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó. Tiệm mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua em Boss nè, có ba hình thức trả góp nè, trả góp qua em Boss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc, đây xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. À, em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó, ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo dùm em nha, alo dùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn, chứ mình đừng có nhắn tin, nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia, thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.